Bản tin tối đang được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng xem nội dung tối nay có gì. U22 Việt Nam đấu U22 Singapore, khát vọng chiến thắng. Dù giành chọn 3 điểm trong trận giao quân SEA Games 32, nhưng màn trình diễn của U22 Việt Nam trước Lào là thiếu thuyết phục. Thậm chí đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Châu-Siê để lại không ít lo lắng bởi những sai số trong lối chơi, chưa kể thể lực giảm sút ở cuối trận. Tuy nhiên, do là trận giao quân, việc các cầu thủ trẻ không chơi đúng sức và gặp vấn đề về tâm lý cũng là dễ hiểu. Điều quan trọng là sau từng trận đấu, U22 Việt Nam khắc phục những hạn chế như nào để trưởng thành hơn, chơi tốt hơn. Sau trận gặp Lào, U22 Việt Nam rút ra được nhiều bài học hữu ích, đó là sự lựa chọn con người, cách vận hành hệ thống chiến thuật, sự linh hoạt trong lối chơi của huấn luyện viên Philippe Châu-Siê và các học trò. Nhiều khả năng so với trận giao quân, ông Châu-Siê có một vài sự thay đổi về nhân sự cũng như điều chỉnh về chiến thuật ở U22 Việt Nam. Nhìn chung, U22 Việt Nam nếu cải thiện được sự hiệu quả về lối chơi, thể lực và tinh thần, sẽ giải quyết được Singapore, đội bóng không gây được sự chú ý sau trận thua Thái Lan 1-3 trận giao quân. Người hâm mộ Việt Nam vẫn đặt niềm tin vào thầy trò huấn luyện viên Philippe Châu-Siê và chắc chắn sẽ có hàng nghìn cổ động viên tới sân tiếp lửa giúp những chiến binh sao vàng giành chiến thắng. Đội hình dự kiến U22 Việt Nam bao gồm Văn Chuẩn, Duy Cường, Quang Thịnh, Tuấn Tài, Minh Trọng, Văn Khang, Xuân Tiến, Công Đến, Văn Trường, Quốc Việt, Văn Tùng.